6 nguyên nhân gây súng hết đạn ở nam giới. Thống kê cho thấy, tại Việt Nam có đến 34% đàn ông gặp rối loạn sinh lý, tỷ lệ vô sinh là khoảng 8-10%, cao dần đều qua các năm và ngày càng có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt thường gặp ở nam giới qua ngưỡng 30. Và sau đây chính là những nguyên nhân khiến tình trạng này càng tăng cao ở nam giới. 1. Thận có vấn đề. Khi thận lực không đủ hoặc quá yếu thì sẽ dẫn đến các chức năng sinh lý khác cũng yếu theo. 2. Tuổi tác. Theo thời gian và tuổi tác thì nồng độ nội tiết tố nam testosterone sẽ dần suy giảm. Tuổi tác càng cao thì testosterone càng suy giảm. 3. Lạm dụng chất kích thích. Khi sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cần sa sẽ khiến cơ thể ngăn tiết testosterone gây rối loạn sinh lý. 4. Ăn uống không lành mạnh. Uống quá ít nước, ăn nhiều chất béo, chất cay nóng, đồ ngọt, thực phẩm chứa nhiều muối, đồ uống có ga, vân vân. 5. Thói quen hàng ngày. Ít vận động thể thao, thức khuya, nhịn tiểu tiện, vân vân. 6. Tâm lý. Khi mệt mỏi, căng thẳng, áp lực tột độ không được giải tỏa cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề sinh lý. Sinh lý nam là một vấn đề nhạy cảm, khó nói và rất được cánh mày râu bí mật quan tâm. Bởi lẽ, sức khỏe sinh lý không chỉ thể hiện mức độ mạnh mẽ, nam tính của đàn ông, mà nó còn có vai trò cốt lõi trong việc giữ gìn hạnh phúc lứa đôi, vợ chồng. Men Booster, tăng cường sức mạnh nam giới, ưu đãi đến 30%, tăng 100% sức khỏe nam giới, cân bằng nội tiết tố, chống oxy hóa và trẻ hóa cơ thể, tăng 200% khả năng tái tạo tế bào, tăng cường hormone sinh lý, cải thiện 2 lần tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, yếu sinh lý, cải thiện 2 lần hiệu suất sinh hoạt vợ chồng. Nhận ngay ưu đãi cùng Helen Care qua hotline 0901 311 355 hoặc 02888 862 826. Helen Care, trung tâm y sinh học dẫn đầu châu Á, chuyển giao công nghệ độc quyền từ châu Âu. 6A Phạm Đình Toái, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0901 311 355 hoặc 02888 862 826. Email info@helencare.vn.